Vì sao Tô Chủ tịch làm marketing cho Vượng Vin, miếng bánh ngon cho Chủ tịch nước phải không? Trong chuyến công du đến Lào mới đây, Chủ tịch nước Tô Lâm mang theo 20 chiếc xe điện VinFast tặng cho chính phủ Lào. Điều đáng nói là đích thân ông Tô Lâm cầm lái một chiếc xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith. Việt Nam từng đón rất nhiều nguyên thủ của các cường quốc ô tô trên thế giới, nhưng chẳng ai lại làm marketing cho một hãng ô tô quê nhà như ông Tô Lâm. Có thể trong đoàn tháp tùng những nguyên thủ này có đại diện của các hãng xe, tuy nhiên, việc kết nối với đối tác là công việc của các doanh nghiệp, nguyên thủ quốc gia chỉ là người kết nối và đại diện cho cả đất nước Việt Nam. Ở Việt Nam, nếu doanh nghiệp lớn mà không có chỗ dựa chính trị, thì hoặc là doanh nghiệp đó sẽ bị làm thịt, hoặc không có cơ hội lớn mạnh. Những doanh nghiệp đang tồn tại và phát triển tốt, chẳng qua thế lực đỗ đầu cho họ chưa bị lộ, chứ không phải là họ sạch sẽ hay giỏi giang gì. Vingroup ở Việt Nam là vua trong giới doanh nghiệp, ngay cả những doanh nghiệp từng được các thứ trụ đỡ đầu như Phúc Sơn của Hậu Pháo hay Thuận An của Nguyễn Duy Hưng thì cũng không được chính quyền công khai ưu ái như Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng. Vingroup được ban tuyên giáo chỉ đạo cho hàng trăm tờ báo tung hô, được Bộ Công an bịt miệng những tiếng nói phê phán chỉ trích. Giờ đây VinFast lại được ông Chủ tịch nước đầy quyền lực làm truyền thông. Nhìn vào cứ như là cả Đảng Cộng sản, trong đó có ông Chủ tịch nước đều đang làm thuê cho ông Phạm Nhật Vượng vậy. Cho tới nay vẫn chưa lộ mặt những nhân vật nào là thế lực đỡ đầu cho Vingroup, nhưng chắc chắn thế lực đỡ đầu cho Vingroup lớn hơn Phúc Sơn và Thuận An rất nhiều. Một doanh nghiệp mà có thể khiến cho cả Chủ tịch nước phải làm marketing cho nó thì có thể trong doanh nghiệp đó có cổ phần của ông Chủ tịch nước. Vingroup có thể nói là một doanh nghiệp ngoài quốc danh lớn nhất Việt Nam và cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư ngành ô tô ra nước ngoài. Tuy nhiên, càng ra nước ngoài thì lại càng thảm bại, càng thua lỗ lớn. Câu hỏi mà dư luận đặt ra là tại sao lại như vậy? Nguyên nhân vì Vingroup lớn lên trong môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Cho đến nay, Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, mặc dù các nhân vật tứ trụ hết năm này đến năm khác vẫn năn nỉ các nước trên để thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Bởi Việt Nam không chịu cởi trói cho nền kinh tế, nên không thể là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa cho được. Nếu cởi trói thì Đảng và các quan chức mất đi miếng ăn quá lớn. Mà đã là nền kinh tế phi thị trường thì chẳng có doanh nghiệp nào đủ tầm để bơi ra biển lớn. Doanh nghiệp trong nước dù có vẻ lớn mạnh nhưng chẳng thể tự đứng vì thói quen dựa dẫm, vì văn hóa sát phạt hơn thua. Chỗ dựa của doanh nghiệp chính là chính quyền lực chính trị. Nhờ đó doanh nghiệp tìm cách móc túi toàn dân bằng chính sách hoặc bằng sự bảo kê, và đó chính là miếng bánh ngon cho các quan chức, trong đó có Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm làm marketing cho VinFast và Phạm Minh Chính, Ban tuyên giáo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quảng cáo marketing cho Vin, và chắc chắn họ không phải là làm không công. Nếu không có được miếng ăn ngon trong chiếc bánh lớn của doanh nghiệp thì có thể chính quyền đã thịt luôn cả doanh nghiệp để mà đánh chén chứ không che chở và nhiệt tình làm marketing quảng cáo cho doanh nghiệp đến như vậy. Hiện nay VinFast vẫn đang lỗ và tiếp tục lỗ ngày một nhiều hơn. Không có bất kỳ triển vọng nào để phát triển, VinFast đã bị thị trường Mỹ từ chối và cũng chẳng giành được tình cảm gì của khách hàng ở Thái Lan. Nếu chỉ là một doanh nghiệp tư nhân không dựa vào chính trị thì Vin đã kiệt sức từ lâu rồi. Tuy nhiên, miếng bánh trong túi 100 triệu dân còn lớn lắm, Vượng và thế lực chính trị cung đình còn nhiều dư địa để khai thác, chỉ có dân là khốn khổ vì bị móc túi, bị thu hồi đất với giá bèo bọt mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì thao Tô Chủ tịch làm marketing cho Vượng Vin, miếng bánh ngon cho Chủ tịch nước là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Thầy trò Tô Chủ tịch và Lương Thượng tướng đang biến Thủ tướng thành con rối. Bộ Công an là cơ quan trực thuộc của Chính phủ. Theo luật thì Bộ trưởng là thuộc cấp của Thủ tướng. Tuy nhiên, về mặt Đảng, Thủ tướng đã thuộc cấp
của Bộ trưởng Bộ Công an trong Đảng ủy Công an Trung ương. Với việc bố trí cấp bậc chéo ngoè như thế, nên lâu nay Thủ tướng không thể ra chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Công an như với các bộ khác được. Chủ yếu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ nghe lời Tổng Bí thư trước đây và nghe lời Chủ tịch nước hiện nay. Có thể nói Bộ trưởng Bộ Công an và Thủ tướng trên danh nghĩa là lính và sếp trong chính phủ, nhưng giống như mạnh ai người nấy hành động, chẳng ai chịu ai cả. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 613, phân công ông Lương Tam Quang thay mặt chính phủ làm việc về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng. Như vậy, lần này ông Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, đây là trường hợp tưởng như bình thường nhưng lại rất bất thường. Và câu hỏi đặt ra là vì sao như vậy? Thực tế, ông Lương Tam Quang chỉ vâng lệnh Tô Lâm. Nếu Phạm Minh Chính phân công việc mới cho Lương Tam Quang thì khả năng cao là do Tô Lâm đề nghị, ông Chính chỉ ký quyết định mà thôi. Một số nhà phân tích đặt câu hỏi, khi Thủ tướng bắt Bộ trưởng Bộ Công an phải làm công việc quản lý kinh tế là ép thuộc cấp làm nhiệm vụ ngoài chuyên môn của mình, liệu điều đó có đúng luật hay không? Nếu không đúng luật và nếu Bộ trưởng Bộ Công an không làm theo thì điều gì sẽ xảy ra? Bình thường Thủ tướng sẽ không xen vào công việc chuyên môn của Bộ Công an, thì Thủ tướng làm gì đủ thực quyền để mà ép Bộ trưởng Bộ Công an làm trái với chuyên ngành mà ông ta phụ trách? Điều này chỉ có thể là do Tô Lâm và Lương Tam Quang muốn như thế. Tô Lâm và Lương Tam Quang là thầy trò, cả hai đang cố gắng xây dựng bộ khung của tỉnh Hưng Yên trong bộ nhóm lợi ích của Tô Lâm. Cho nên Hưng Yên được xem là cái nôi cần phải bảo kê, không cho ai động vào. Đáng chú ý, ông Lương Tam Quang được phân công chăm sóc tỉnh nhà Hưng Yên thì điều đó không thể là ngẫu nhiên mà có sự sắp đặt từ trước với các đồng hương Hưng Yên của mình với nhau. Nói thẳng ra, Hưng Yên đang được Bộ Công an bảo kê, giờ đây đố ai dám động đến giàn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên hiện nay. Lương Tam Quang phụ trách hai địa phương là Hưng Yên và Đà Nẵng, khả năng cao ông tướng họ Lương này sẽ bảo kê cho Hưng Yên, còn với Đà Nẵng thì vạch lá tìm sâu. Vì vậy, giàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hãy cẩn thận khi bị cọp giữ ngồi ngay trước cổng nhà. Việc ký một quyết định theo ý của Tô Lâm để Lương Tam Quang bảo kê cho tỉnh nhà khác nào ông Thủ tướng chấp thêm cho hai con hổ gốc Hưng Yên cánh đầy. Việc buộc phải chấp cánh cho đối thủ cho thấy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính dường như đang bị thầy trò Tô Lâm biến thành con rối vậy. Nếu không tìm được điểm tựa đủ mạnh để có thể nói chuyện sòng phẳng với Tô Lâm thì khả năng Phạm Minh Chính sẽ biến thành con rối lâu dài, không phải là nhỏ. Chúng ta cũng chứng kiến trong những ngày gần đây, nguồn tin nội bộ cũng cho biết thêm Thủ tướng Phạm Minh Chính đang vè vãn Đại tướng Phan Văn Giang xây dựng liên minh thế mạnh cho mình. Mục đích của việc này là tìm chỗ dựa đủ mạnh để nghênh chiến với thế lực Hưng Yên đang lớn lên, nếu chẳng may Tô Lâm và Phạm Minh Chính quay sang quyết chiến với nhau. Khi nào ông Chính có thể ra lệnh cho Bộ Công an bảo vệ được bà Nguyễn Thanh Nhàn thì may ra lúc đó ông mới là kẻ làm chủ cuộc chơi. Còn với vai trò người đứng đầu chính phủ vẫn không thể phân công được Bộ trưởng Bộ Công an theo đúng chức trách, nhiệm vụ trong lĩnh vực ông Bộ trưởng phụ trách thì có thể đó là thế lực ông Thủ tướng đang còn rất yếu. Trước đây với một mình Tô Lâm, ông Chính còn không làm chủ được cuộc chơi, thì với cặp đôi Tô Lâm Lương Tam Quang, ông Chính càng không làm gì được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin thầy trò Tô Lâm và Lương Tam Quang đang biến Thủ tướng thành con rối. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.